mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Sa Cát. Quý vị thân mến, lời đầu tiên, thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Thưa quý vị, bước sang năm mới, ai cũng mong cầu được tài lộc, may mắn. Tuy nhiên, vẫn có những con giáp không may gặp xui xẻo, trắc trở trên mọi phương diện ngay trong tháng đầu năm mới 2023. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và nếu không may là một trong năm con giáp dưới đây thì hãy thật cẩn thận và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi làm mọi việc bạn nhé. Như quý vị đã biết, tháng 1 âm lịch là tháng Giáp Dần, có ngũ hành là Đại Khê Thủy. Tháng 1 âm lịch năm 2023 Quý Mão bắt đầu từ ngày 22 tháng 1 dương lịch năm 2023 đến 19 tháng 2 dương lịch năm 2023. Tháng 1 là tháng Giáp Dần, những con giáp xui xẻo nhất đó là Thân, Tý, Tỵ, Mùi, Dậu. Tuổi Thân. Người tuổi Thân trở thành con giáp xui xẻo tháng 1 năm 2023 vì bạn có tư tưởng an phận. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình. Khi đối diện với cục diện tương xung, người tuổi Thân phải xác định tinh thần, mọi rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ngay cả trong những công việc quen thuộc nhất. Hãy luôn giữ trạng thái bình tĩnh để không làm rối mọi chuyện lên. Trên phương diện tiền bạc, người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân. Khi ký kết hợp đồng, bạn cũng cần kiểm tra kỹ lại giấy tờ để tránh bị kẻ tiểu nhân ngầm giở trò, gây thiệt hại về kinh tế hoặc quyền lợi trong tương lai. Đáng buồn hơn nữa, vợ chồng bạn có vẻ ngày càng lạnh nhạt với nhau. Những chuyện tưởng chừng như nhỏ nhặt cũng có thể thổi bùng lên ngọn lửa mâu thuẫn giữa đôi bên. Dù quan hệ vợ chồng không hòa hợp, bạn cũng vẫn cần quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của đối phương, trở nên tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, thậm chí là tìm niềm vui ở bên người ngoài. Tháng này, phương diện sức khỏe của bạn cũng có dấu hiệu sa sút, sức lực hư hao, thể trạng uể oải sẽ làm giảm hiệu suất hàng ngày. May mắn là các triệu chứng này chỉ là tạm thời, sẽ nhanh chóng biến mất nếu bản mệnh duy trì thói quen ăn uống lành mạnh và luyện tập thể dục, thể thao hợp lý. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Tý. Tháng này, người tuổi Tý luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế, dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ. Trên phương diện sự nghiệp, nhiều rắc rối bất ngờ xảy đến khiến bạn trở tay không kịp. Phải đến gần cuối tháng, bạn mới dần ý thức được việc gì nên làm và việc gì nên tránh. Tài lộc cũng khá kém sắc khi tiền bạc thu vào thì ít, chi ra thì nhiều, thậm chí phải vay mượn của người khác. Tháng này nếu bạn cứ tiếp tục lơ là như khoảng thời gian trước đó, bạn sẽ thất thoát khoản tiền không nhỏ. Trên phương diện tình cảm, bạn cũng vướng phải khá nhiều điều trắc trở, bản mệnh xuất đầu, mẻ chán, giải quyết rắc rối nên chẳng còn nhiều thời gian mà quan tâm đến người mình yêu, khiến cho tình cảm có phần nguội lạnh. Bạn cần phải tìm thời điểm thích hợp để hâm nóng mối quan hệ kịp thời. Thêm nữa, sức khỏe dù không mắc bệnh gì nghiêm trọng, nhưng do vận khí sa sút, khả năng bị ngã, bị thương do va đập, cọ sát của con giáp này khá cao. Đi đường hay đi làm hay làm gì cũng chú ý cẩn thận, vừa để giữ cho sức khỏe tốt, vừa không mất tiền đi viện. Người tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. 3. Tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện tương hại mang lại. Hãy nhớ luôn có lòng đề phòng mọi người xung quanh, chớ nên ngây thơ dễ dàng tin theo lời người khác, kẻo có thể bạn rơi vào cảnh trắng tay đấy. Người làm kinh doanh cần đề phòng kẻ xấu dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ bạn tham gia vào những mối đầu tư lừa đảo. Có tiền trong tay, bạn nên giữ thật chắc, không nên ham những khoản tiền hứa hẹn từ trên trời rơi xuống. Đường tài lộc của con giáp này cũng gặp phải không ít rắc rối do cục diện thủy khắc hỏa. Tiền bạc kiếm được chẳng là bao, nhưng họa phá tài lại luôn rình rập bên cạnh. Bạn chớ nên cả tin, mù quáng nghe theo những kẻ lừa đảo chỉ bởi những lời dụ dỗ, rủ rê đầy hấp dẫn,
không muốn làm mà vẫn muốn hưởng lợi. Tuy áp lực đến từ công việc nặng nề như vậy, nhưng bạn không nên giữ những suy nghĩ bi quan, bởi ít nhất thì người nhà cũng sẽ luôn ở bên cạnh giúp đỡ và ủng hộ bạn. Nếu bạn kiềm chế được tính tình nóng nảy, không chút giận vô cớ lên đầu nửa kia thì gia đình bạn vẫn luôn yên bình. Nửa kia luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, hãy nói chuyện với người ấy để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sức khỏe cũng có dấu hiệu giảm xuống, áp lực tinh thần quá lớn khiến sức khỏe của con giáp giảm sút đáng kể. Bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc, suy nghĩ tích cực hơn để thấy cuộc sống không bế tắc, quẩn quanh. Chỉ khi nào tinh thần ổn định, lúc đấy sức khỏe của bản mệnh mới được cải thiện. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tỵ cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mùi. Hung vận lấn át cát vận báo hiệu sóng gió sẽ bổ vây lấy con giáp tuổi Mùi trong tháng này. Dù bản mệnh đã cố gắng rất nhiều nhưng dường như vận may vẫn chẳng mỉm cười với bạn. Đặc biệt thời điểm đầu tuần, bạn cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng liên tục. Về phương diện tài lộc, trong tháng đầu năm 2023 xét thấy tiền bạc không có sự sinh sôi nảy nở, mọi việc làm ăn đều dậm chân tại chỗ, không tìm thấy cơ hội trở mình. Tuổi này trong công việc mặc dù khá sáng tạo, nhanh nhẹn nhưng đôi khi lại tự tin thái quá, thành ra việc đã nắm chắc trong bàn tay cũng có thể thất bại vào phút chót. Lại thêm tuổi Mùi còn bị tiểu nhân quấy phá, khiến công việc kinh doanh đã khó khăn lại càng bế tắc, tiền bạc vì thế cũng chẳng kiếm được là bao, thậm chí còn phải bỏ tiền túi để bù đắp. Còn về phương diện tình cảm, tháng này bạn và người ấy dễ xảy ra những mâu thuẫn, mất đi sự tin tưởng, cuộc sống thường bất đồng quan điểm bởi cục diện thổ thủy tương khắc. Nếu cả hai không tìm cách hóa giải hiểu lầm và thấu hiểu với nhau thì rất dễ gặp cảnh chia tay. Đối với những cặp vợ chồng tuổi Mùi trong nhà cũng xảy ra không ít chuyện buồn phiền, con cái đau ốm phải tốn kém thuốc thang. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Dậu tháng 1 năm 2023. Tuổi Dậu là con giáp cuối cùng trong top 5 con giáp gặp xui xẻo, tình tiền bất lợi tháng đầu năm 2023. Công danh sự nghiệp thăng trầm bất định, khó đoán trước. Có lẽ bản mệnh cứ nên chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với mọi tình huống bất lợi, bất ngờ sẽ tốt nhất. Đừng để tinh thần làm việc sa sút khiến bạn gây nhiều sai sót, vừa bị cấp trên phê bình, vừa tốn thời gian khắc phục. Xét trên phương diện tình duyên cho thấy rằng tình cảm dễ có sự rạn nứt, các cặp vợ chồng, sự lãng mạn giữa hai người đã bị thời gian, áp lực bào mòn đi đáng kể. Hãy cố gắng cùng nhau thắp sáng ngọn lửa của tình yêu để đồng hành trên những chặng đường tiếp theo. Với những người tuổi Dậu còn đang độc thân, mặc dù được manh mối giới thiệu khá nhiều, tuy nhiên bản thân đã bỏ lỡ cơ hội thoát ế. Ngoài ra, gia đạo người tuổi Dậu cũng xảy đến khá nhiều chuyện phiền lòng, trái ý khiến tuổi này phải suy nghĩ, lo lắng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Trong tháng này, sức khỏe của tuổi Dậu cũng cần được quan tâm nhiều hơn. Cuộc sống bận rộn khiến bạn dễ bỏ bê việc chăm sóc cơ thể, càng không có thời gian để rèn luyện thể dục thể thao. Tuy nhiên, bận rộn chỉ luôn là cái cớ. Nếu bạn không xây dựng lối sống khoa học, thì sẽ chẳng có đủ thể trạng sung mãn để làm điều mình muốn. Người tuổi Dậu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, linh phù giải hạn để hóa giải vận hạn, kích hoạt tài lộc, cầu may mắn, bình an, đồng thời đem đến năng lượng tích cực trong cuộc sống. Linh phù đã được khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng với tuổi của gia chủ, nên bạn hoàn toàn yên tâm, chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã vừa tìm ra những con giáp xui xẻo nhất trong tháng 1 năm 2023 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp xui xẻo ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.